Sao nào? Được đấy, giờ này trông trông cũng đẹp trai đấy. Úi dồi, là tao tóc lại bù xù ấy con. Thích để tóc dài em đang bù xù. Môi con hồng nhỉ, lúc nào cũng hồng đấy nhỉ, đỏ luôn đấy. Đẹp trai thế nhỉ. Này sao lại nhiều bạn gái lắm nhỉ? Không. Tại sao ế? Tao thích ế. Phải có người yêu chứ con. Tại sao kinh, con nói cho mẹ nghe lý do mà. Bình thường người ta thì xin tăng ba đây cái nào xin. Xin thì sao đâu, mình có bạn gái mình làm tặng quà cho bạn gái vui cũng được mà. Phụ nữ là để yêu thương. Con thử đeo cái tay nghe lên mẹ xem nào. Phụ nữ là những niềm đau mà. Mình cứ suốt ngày sợ phải tặng quà thế, ai đã yêu mình. Phụ nữ là để yêu thương, không phải là phụ nữ là những niềm đau. Không. Thế mẹ cũng là phụ nữ, thế mẹ cũng là niềm đau của con à? Mẹ là mẹ của con. Mẹ là đặc sự cấp. Ừ, đấy, đẹp trai, đứng nghiêng nghiêng người ấy đẹp đấy. Đấy, mỗi lần gặp gái mà đứng như thế thì thôi bạn gái đổ đứt thôi. Không. Úi giời. Thôi. Để bình thường đi. Được đấy. Được. Thì quả sẽ có mì. Úi giời. Đấy rồi khi nào gặp gái con sẽ. Vậy lại còn cố tình làm cho mình xấu đi á. Hầm.